Hello, chào mừng các bạn đến với level đầu tiên, level 0. Và đây là bài số 1. Như hôm trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn các cấp độ trong tiếng Anh rồi đúng không? Nó sẽ từ A0 lên đến C2. Thì cấp độ đầu tiên của mình trong một tháng này sẽ là A0. Đấy, thì nội dung của level này trong một tháng này thì mình sẽ có hai phần chính, đó là phát âm. Các bạn sẽ học trong khoảng một tuần. Và 3 tuần còn lại mình sẽ học 200 từ thông dụng và các cấu trúc cơ bản nhất. Sau một tháng này thì điều quan trọng nhất mà mình hy vọng các bạn sẽ đạt được ngoài những cái kiến thức này ra thì bạn phải tạo được thói quen học tiếng Anh hàng ngày. Các bạn 30 ngày, các bạn phải học được 25-26 ngày. Thì đấy là cái quan mà mình hy vọng là các bạn sẽ đạt được. Rồi phần số 1, phát âm. Lưu ý nhé. Nó sẽ có những âm dễ và có những âm khó. Khi mà gặp những âm khó thì bạn không nên bị vướng ở đấy 1 đến 2 ngày liền. Mình luyện nó một trong khoảng thời gian nào đấy. Nếu mà khó quá thì mình cứ bỏ qua, học tiếp những cái âm sau. Tại vì phát âm này nó cần phải quá trình luyện tập, xong rồi tự. Nó giống như kiểu tập thể dục cơ miệng, cơ răng ấy. Các bạn tập cơ bắp đúng không? Cũng phải mấy tháng cơ là mình mới lên được. Thì cái việc này cũng thế. Mình phải luyện làm sao mà cái cơ miệng của mình nó quen với cái cách phát âm khác của tiếng Anh. Rồi và công cụ mình sẽ dùng đó là IPA, bảng phiên âm quốc tế. Đây là bảng IPA này. Lưu ý, đây là không phải là bảng chữ cái ABC đâu nhé. Đây là bảng phiên âm. Tất cả những ký hiệu này đều là âm thanh hết. Sau này khi mà mình học thuộc cái này rồi thì mình đọc vô tư luôn. Lý do vì sao phải học IPA? Đó là vì tiếng Anh không đánh vần được như tiếng Việt. Rõ ràng rồi đúng không? Và trong tiếng Anh có nhiều từ giống nhau nhưng mà đọc lại khác nhau. Đây, ví dụ đây. Hai từ dưới này viết hoàn toàn giống nhau đúng không? Nhưng mà với nghĩa là món quà thì các bạn phải đọc là present. Present. Đấy. Nhưng với nghĩa là trình bày hoặc giới thiệu, ví dụ như là mình đang trình bày đây đúng không? Thì nó phải là present. 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 Presents. Đấy, hai từ giống nhau y hệt luôn, nhưng mà đọc thì hoàn toàn khác nhau. Như vậy cái bảng IPA này là công cụ để hỗ trợ người học phát âm chuẩn một từ tiếng Anh, nó chỉ là công cụ thôi nhé. Và lưu ý, ở trong giai đoạn học bảng phiên âm này thì các bạn chỉ tập trung học cách phát âm thôi, không học nghĩa của từ. Và đây là phát âm, hướng dẫn phát âm theo kiểu Anh Mỹ. Anh Mỹ nghĩa là gì? Thì mình nói nôm na thế này, tiếng Việt ở Hà Nội khác, ở Nghệ An khác, ở Thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Khác về cách phát âm, khác về cách dùng từ và tiếng Anh cũng thế. Tiếng Anh ở Mỹ khác tiếng Anh ở Anh, khác tiếng Anh ở Úc, khác tiếng Anh ở Canada, nó đơn giản thế thôi. Bản thân mình thì mình chủ yếu là mình xem các học từ người Anh Mỹ, thế nên là cái cách phát âm này của mình nó bị ảnh hưởng bởi cái người Mỹ đấy. Đấy thì trong cái hướng dẫn này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phát âm của người Mỹ. Rồi đi sâu hơn về bảng IPA. Bảng IPA sẽ có 44 âm tất cả. Trong đấy có 20 nguyên âm. Đây và 24 phụ âm. Ok. Tiếp theo đây mình giới thiệu cho các bạn khái niệm về âm tiết và trọng âm. Ví dụ này, từ có một âm tiết. Đấy. Và từ có hai âm tiết trở lên hay là có nhiều âm tiết. Hai trở lên là nhiều rồi đúng không? Lớn hơn hoặc bằng hai nhé. Rồi từ có một âm tiết này, ví dụ này, dog, cat, đấy, một thôi, dog, cat, đấy là gọi là một âm tiết. Từ có hai âm tiết này, ví dụ mother, mother, đấy các bạn đọc hai âm thì gọi là hai âm tiết thôi. Hoặc là ba âm tiết này, excited, 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 ba đúng không? Excited. Đấy. Từ khái niệm âm tiết này thì mình sẽ có thêm một khái niệm nữa, đó là trọng âm. Trọng âm của một từ nhá là âm tiết được đọc mạnh hơn và cao hơn các âm tiết còn lại và nó đứng sau dấu nháy đơn. Đấy và đương nhiên là âm tiết thì chỉ có trong từ có hai âm tiết, à sorry. Trọng âm chỉ có trong từ có hai âm tiết trở lên thôi đúng không? Một âm tiết thì làm sao mà có trọng âm được. Rồi, quay trở lại với hai ví dụ này. Từ mother này có hai âm tiết đúng không? Thì trọng âm của nó sẽ rơi vào từ ma. Nó đứng sau dấu nháy đơn.
Đấy. Đứng sau dấu nha đơn nhé. Mother. Đấy, các bạn đọc cái âm ma cao hơn, nặng hơn. Mother. Mother. Ok. Nôm na là các bạn có thể thêm dấu sắc vào đây. Ma. Còn cái âm sau thì mình thêm dấu huyền hoặc dấu nặng. Mother. Hoặc từ dưới này. Trọng âm rơi vào âm tiết số 2 này, sau dấu nháy đơn đây. Excited. Excited. Ok. Rồi, tìm kiếm phiên âm của một từ ở đâu? Từ điển. Ngày xưa thì mình dùng từ điển giấy, nhưng mà bây giờ thì không cần nữa. Bây giờ có trên điện thoại, máy tính có từ điển, các bạn dùng vô tư. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một cái từ điển trên máy tính nhé. Còn điện thoại thì tương tự thôi.